Em chào các bác, đây là sản phẩm Kiki Pro của Mỹ lại mới, hàng mới ra đấy các bác. Và còn đây là sản phẩm cũ đã được thay thế bằng sản phẩm mới. Hôm nay em đưa các bác tới cái sản phẩm Kiki Pro của Mỹ. Trên thị trường hiện nay luôn luôn tồn tại hai mặt hàng thật và giả. Để các bác tránh mua phải hàng giả, em xin làm một video chia sẻ cách nhận diện ban đầu để các bác phân biệt được hàng thật hàng giả. Đây, hôm nay em có hai sản phẩm này đặt trực tiếp nhau thì thực sự với các bác là em mới phân biệt được, chứ còn nếu mà để mua một sản phẩm một thì đúng là không thể phân biệt được, giống y chang nhau các bác, tem mác giống y nhau, nó chỉ hơi khác một chút về phông chữ, nó hơi rõ hơn một chút. Nếu mà nhìn một sản phẩm không thể phân biệt được đâu các bác, giống lắm, rất là giống. Bao bì mẫu mã mới y như nhau, sản phẩm thật ra mẫu mã bao bì như nào, sản phẩm cũ ra ngay sau đó luôn. Đây, em sẽ các bác chi tiết xem chi tiết bên trong. Từ những các cái nắp, các cái đường xẻ của nắp. Sản phẩm thật thì đường xẻ nó sẽ dài hơn, và đường sản phẩm giả thì các cái đường nó hơi khác hơn một chút. Chỉ những các cái chi tiết nhỏ như thế thôi. Chỉ có để hai sản phẩm cạnh nhau như này thì mới phân biệt được các bác ạ. Có xem y chang nhau bên trong, nhìn không thể phân biệt được. Sản phẩm này mới ra trên thị trường thôi các bạn. Hình dạng kích thước nắp thì y chang nhau, hơi khác một chút. Đấy, bây giờ xem cái chi tiết cái sản phẩm lọ ở bên trong này, các bác xem kỹ này, cũng y chang nhau luôn. Nó chỉ khác mỗi cái, nếu mà nhận diện nhìn rõ nhất là ở hai cái nắp. Cái nắp của cái sản phẩm thật thì nó có hơi màu trắng đục các bạn, mà nó dày. Thế còn cái sản phẩm mà giả thì cái nắp nó có màu trong và nó mỏng. Em trực tiếp cầm hai sản phẩm này em mới biết là cái lọ nó cũng mềm hơn. Cái lọ sản phẩm giả nó sẽ mềm hơn. Còn cái tem nó dán ấy, cái tem nó dán ở gần dưới đít này nó cũng sâu hơn, nó cách đáy nó một đoạn hơn, còn cái sản phẩm giả thì nó lùi lên trên. Khác ở cái nắp này các bác này. Khác rõ nhất là cái nắp. Cái nắp của sản phẩm thật thì nó rất là dày và nó có màu trắng đục. Sản phẩm giả thì nhìn nó màu trong và nó rất là mỏng. Vặn ra thì cái hàng thật nó rất là chặt các bạn. Rất là chặt. Sản phẩm giả thì vặn nó hơi lỏng. Nó ra nó dễ hơn. Chặt, sản phẩm thật vặn nó vẫn rất chặt hơn. Đúng là chỉ có hai cầm trực tiếp hai sản phẩm mới có cái cảm giác được hàng nào là hàng xịn, hàng nào là hàng giả thôi các bạn. Kể cả ở hai cái đầu lỗ này nhé, hai cái đầu lỗ để cho thuốc ra, em dùng cái kim của kim tiêm ấy, em chọc vào cái hà lỗ của cái hàng thật ấy, nó rất là nhỏ, vừa hay cái kim tiêm luôn. Còn cái lỗ của cái hàng giả nó rất là to. Cái lỗ của bên trong cái để đường thuốc ra, cái hàng thật nó rất là mút, tức là mình chọc cái kim vào nó có cái cảm giác là nó rất là bé. Giống y chang nhau các bạn,
không thể phân biệt nổi. Nếu mà mua lọ một thì chắc là không phân biệt được. Chỉ có cầm trực tiếp hai sản phẩm thì mới có cái cảm giác được là đâu là thật, đâu là giả thôi các bạn. Vặn cái nắp của cái nút hàng thật nó vẫn khác. Đây, các bác xem tiếp hai cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng tiếng Anh. Hai sản phẩm đều có tờ giấy sử dụng tiếng Anh như nhau, kích thước, kích cỡ như nhau, phông chữ như nhau, không sai một ly một tí nào cả các bạn ạ. Đây, các bác xem như nhau. Ai tờ như nhau. Em nhìn em phân biệt chỉ mỗi cái hàng thật thì cái giấy nó sáng hơn và nhìn nó có vẻ nó bóng hơn. Cái chữ kích kỳ ở đầu ấy, thì nhìn cái phông chữ nó nhỏ hơn. Đấy các bác xem này. Hai tờ giấy y chang nhau. Một bên nó có màu sáng hơn một chút và một bên nó mờ hơn, nó đục hơn. Kích thước tờ giấy như nhau luôn, không sai một ly nào các bạn. Thực sự là khó phân biệt. Báo cáo với các bác là em thì thực sự ra chỉ sờ hẳn vào đầu gối thì mới dám khẳng định được đó là chân thật hay chân giả thôi, chứ còn chưa sờ thì không thể biết được chân nào là chân thật, chân nào là chân giả đâu các bạn. Sờ đầu gối mới biết được chân thật, chân giả. Em rất ghét những các cái hàng giả. Không biết là nó sẽ làm nó trên thị trường hỗn loạn. Các bác mà để cho cái hàng giả này nó không lan truyền, các bác hãy chia sẻ video này để cho mọi người, nhiều mọi người chống lan biết được cái hàng thật và hàng giả nó thế nào. Sản phẩm, mua sản phẩm cho nó đúng chất lượng các bạn.